Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con kính trình quan thượng đẳng đại thần, chư quan cựu thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi cảm ứng chứng minh. Thưa quý vị, trước tiên thì con xin gửi cùng toàn thể cô bác anh chị em và gia đình lời kính chúc an lành, ấm no, hạnh phúc trong từ quan của Phật pháp. Và rất là cảm ơn qua cái câu hỏi của đệ Cao Hớn cũng đã nêu lên, để rồi kết nối thiện duyên cùng với các bạn hiền yêu chân lý về những diệu lý trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Thì thưa quý vị, hôm nay thì anh em lại đi dạo Ngũ Hồ Sơn, nơi cảnh núi rừng thanh tịnh, và gặp được một cái mái lá ở bên hiên đường thì tụi con cũng đã tức cảnh sanh tình để tâm sự cùng cô bác anh chị em mình ít điều trong cuộc sống qua cái kinh nghiệm mà con cũng đã được học hỏi và được thu thập từ những cái sự vật, sự việc và hiện tượng trong cái cuộc sống này, để lấy đó làm tư lương trên đường mà mình về xứ Phật. Thì thưa quý vị, đối với một cái người tu thì tụi con thấy rằng mình khi tham gia vào trong mạng xã hội thì nó cũng có nhiều cái vấn đề mà làm cho chúng ta ít có được an tâm. Tại vì sao? Tại vì khi lên mạng xã hội thì đó là một cái sân mà hội tụ rất nhiều thành phần. Ở nơi đó thì người ta sẽ đưa ra nhiều cái kỹ năng nghệ thuật, cũng giống như là nhiều cái mô hình, để rồi mọi người khi mà đến đó thì người ta sẽ thấy được nơi đó có nhiều cái thông tin rất là cần thiết, có thể là tu bổ cho cái kho tàng kiến thức của tất cả chư quý đồng đạo, để chúng ta có những cái kinh nghiệm tốt mà ứng dụng trong cái cuộc sống của mình. Nhưng riêng về góc độ đạo đức thì con thấy rằng cửa Phật là cái cửa mà chúng ta sẽ vui thanh tịnh, lánh cõi trần mê để giải nghiệp duyên. Thì hổm rày cũng có nhiều cái vấn đề mà nó liên quan tới một vị sư mà tất cả mọi người đều có được cái lòng ngưỡng mộ, kính ái đối với bậc chân sư tu hành rất là chân chánh, nhưng mà lại có những cái ý trái chiều, là thấy những cái vị sư này nó không phải là giống như là những người mà đã đem đến sự thiện cảm, mà người ta lại nói sư tu sai, tu đúng rồi thế này thế nọ, cho nên là tạo nên những cái đề drama rất là nhộn nhịp, rộn ràng. Thì thưa quý vị, khi mỗi lần mình thấy sư thì không có nói gì. Đối với cái hạnh người tu thì người ta đã theo hạnh đầu đà, người ta tu tập rồi, thì cái nơi đến của sư đó là cái nơi đến nó rất là yên bình, một sự an yên mà cần có đối với cái con người mà tìm được cái pháp môn thiền tịnh song hành để phá trừ đi những phiền não trong cái cuộc sống này, làm cho tâm của người ta được yên, cảnh giới luôn được thanh nhàn. Thì khi trở về với cái tánh Phật đó quý vị, nó là chân không diệu hữu rồi, thì con người ta đâu cần phải là chạy theo đúng sai phải trái ở thế sự này đâu. Nhưng mà có những cái người bất đồng chánh kiến, hay hoặc là có những người mà người ta chưa vượt qua được cái hiếu danh của mình đó quý vị, thì lúc đó người ta lại có những cái ý mà đấu tranh nhân ngã, còn phân biệt giữa người và ta đó, rồi còn phải là tị hiềm tật đố hay ganh tị. Thì những cái người đó tự nhiên đó quý vị à, đối với lại các sư mà tu hành chân chính thì thiền định đó là một cái sức mạnh vô hình. Nó có thể là tạo ra một cái hiệu ứng mà tất cả những gì là vọng niệm thế gian, hơn thua, phải trái, thị phi, bỉ thử, thì khi đi vào đó thì đều bị cái sức hút của cái năng lực trí tuệ đó nó đánh bạc ra hết quý vị. Mà tự nhiên những cái người nào đó mà họ tác động vào đó, những cái lời lẽ của mình nó thiếu đi cái sự tôn trọng hay hoặc là cái niềm hiếu kính đối với một bậc chân sư tu hành đó, thì lại hiện lộ ra cái tánh sân si như thế nào, nhân ngã ra làm sao đó, rồi lại hiếu danh tự cường tự trọng hay làm như thế nào đó, thì nó lại hiện rõ cái bản chất mình luôn. Cho nên qua đây mình mới thấy được, à thì ra nó là một cái yếu lý diệu kỳ trong cái thế giới tâm linh, hay còn gọi là những cái lý lẽ nhiệm màu của tôn giáo. Cho nên là qua những cái sự ồn ào mà hổng rài đó thì lại tạo nên một cái hiện tượng rất là nóng. Mà bao nhiêu người khi mà ống kính của YouTube, mạng xã hội mà người ta lại tiếp cận á, thì lại có những cái ý kiến
cái ý kiến mà những cái người nào đó mà khi mà nói về sư Minh Tuệ thế này thế kia, hay hoặc là nói sư Minh Tuệ tu sai, hay hoặc là chỉ sư Minh Tuệ tu không có ít nước lợi dân, hay hoặc là sư Minh Tuệ tu không đúng cách như thế nào đó, thì tự nhiên sư Minh Tuệ không có trả lời, hay hoặc là có những cái lời nói nó phản biện, hay hoặc là có những cái cử chỉ nào đó nó bất đồng, hoàn toàn sư Minh Tuệ sống trong cái sự yên định của mình, thì đó chính là người tu mà đã vượt qua được những cái thử thách đời thường. Cái thử thách của cái người tu á, là những cái mà thị phi bị thử đúng sai á, những cái mà người ta khinh mình ha, những cái mà người ta khen mình, hay hoặc những cái mà người ta ca tụng đưa mình lên, hay hoặc là những cái mà người ta trù dập, người ta hạ mình xuống, thì nhà sư phải có cái trách nhiệm làm sao lấy từ bi để hóa giải hận thù, lấy sức thiền định đó mà công phá tất cả những cái phiền tối đưa đến để lòng mình được an định trong chánh pháp. Thì chính đó là cái nghị lực, chính đó là sự kiên trì mà chúng ta phải gắn gỗ bằng cả cuộc đời. Cho nên Đức Thầy từng dạy á, mặc tình ai dèm pha tay tiếng, sửa tâm lành như miếng hoa thơm, đến chừng hoa nở nhị đơm thì là trần thế mới hòm bẻ qua. À, hay hoặc là diệt hung ác hãy vừa thấp thoáng, thì chữ từ bi ta diệt đó liền, sự quán thù đáp lại chữ hiền thì thù quán tiêu tan mất hết. Cho nên do đó đó thì bây giờ đó thì mình thấy rằng thương quá thì cũng khổ, mà ghét thì cũng khổ. Mà có đôi khi nhà sư đã vượt qua được những cái mà mình bây giờ thấy còn vướng víu trên mạng xã hội đó. Có đôi khi người ta dùng cái thế lực, hay hoặc là người ta dùng tiền bạc, hay hoặc là kể cả học vị học hàm như thế nào đó, người ta đề cao mình, hay hoặc là đánh bóng tên tuổi mình như thế nào đó, thì tự nhiên những cái người đó họ hiển rõ bản chất. Và huynh đã thấy được có những cái thì mình suy nghĩ trái chiều thì mình thấy là mình sẽ bất đồng với những người đó, nhưng mà khi góc độ của cái người tu tập thì mình thấy lại thương hại người đó nhiều hơn, là sau khi họ đã gieo ra một cái nhân nào đó thì tự nhiên cái quả đó nó lại trở về. Và trên mạng xã hội là một cái mà giống như một cái máy mà để thu lại tất cả những cái hình ảnh, tất cả những cái sự trạng đó, và sau đó thì nó lại diễn tiến qua cái sự nhận định của mọi cái góc nhìn. À, mọi tầng lớp trong cái cuộc sống này, từ nông công thương ngư tiều canh mục, thậm chí đến những cái người mà lao động chân tay, những anh bán vé số, những cái người dân bình thường, họ cũng nêu lên được cái chánh kiến của mình, coi người đó làm như vậy đúng hay sai. Từ đó mà chúng ta lại có một cái thu thập về cái kinh nghiệm sống đạt rất là bổ ích. Cho nên khi mà cái góc nhìn chánh kiến của con nhà Phật thì có những cái người mà đã tạo ra cái drama để cuối cùng rồi đó thì chuốc lấy bao nhiêu cái thảm hại. Thì từ cái góc nhìn mà của những cái người mà khi họ đã có những cái lời nó khiếm nhã đối với sư Minh Tuệ, hay hoặc là có những cách mà người ta tính thế này thế nọ để so đo đứng vào cái ngôi vị sư Minh Tuệ là một người đang được tất cả mọi người người ta tín ngưỡng á, người ta ngưỡng mộ á, thì mình muốn là đứng vào trong cái vị trí đó á, mình cũng là một con người, tại sao sư Minh Tuệ được như vậy mà mình có đủ đầy tiền bạc địa vị quyền lực mà sao mình không được như sư Minh Tuệ, là chiếm lấy cái cảm tình của tất cả mọi người. Chỉ có một cái lỗi nồi cơm điện thôi mà nó có thể là đánh đổi đi những cái mà bảo vật nó quý giá hơn gấp trăm ngàn lần cái nồi cơm điện kìa. Nhưng mà tại sao lại người dân ta không mến mộ, mà ta lại mến mộ một nhà sư đầu trần chân đất như thế? Cho nên qua đó mình mới thấy được, từ cái chỗ mà con người ta sống đúng theo cái chân lý á, sống với cái mộc mạc chân thường, sống với cái chân thật của mình, thì luôn lúc nào nó cũng sẽ trường tồn theo năm tháng. Cái tánh Phật là như vậy đó đệ, nó không có cầu kỳ, nó không có qua Mỹ, nó không có đánh bóng tên tuổi bằng cái sự háo danh ở bên ngoài, mà sống bằng cái lòng chân thật mình có sao nói vậy. Đó, thì ông bà thường nói câu là ăn hiền ở lành, thì cái thước đo nhân quả nó cũng sẽ hiển hiện ra cho mình thấy nó rõ ràng. Cho nên bây giờ đó, mình dù có giàu cách mấy, hay hoặc là mình có cái địa vị gì trong xã hội như thế nào, nhưng mà mình sống bằng cái lương tâm đạo đức của mình nó giả trá, hay hoặc là mình làm ra vẻ, thì tự nhiên những cái đó nó sẽ phai mờ và này hiện rõ ràng về cái thật tánh của mình bên trong. Con người đó mình sống hiền lành hay là mình giả tạo. Cho nên là thường thì người ta nói nước lửa thử vàng, gian nan thì thử sức. Cho nên qua đây khi mà người nào đối với sư Minh Tuệ đó, mà những cái người đó họ có cái cử chỉ nó khiếm nhã,
hay hoặc là có mưu sâu kế độc, hay hoặc là người ta có thể thôn tính rằng sư Minh Tuệ tu thế này thế kia, hay hoặc là ngài tu như vậy không có ích nước gì cho dân chúng đó, thì tự nhiên những cái bản chất đó nó hiện rõ. Thì sư Minh Tuệ là một cái người mà người ta đi tu chân chánh rồi thì ai nói gì ngài cũng vẫn thực hiện được cái lý vô ngã bằng cái tinh thần là vị tha, luôn lúc nào cũng nguyện cầu cho tất cả mọi người được bình yên hạnh phúc, luôn lúc nào cũng cầu nguyện cho thế giới được hòa bình an lạc. Thì con đường mà người ta hy sinh cả cuộc đời đi tu là để gì? Là giữ tư tưởng thanh cao, chí gắng tìm chân lý đó là cái đạo của mình đối với nhân loại, cái đạo của mình đối với trời Phật và cái đạo của mình đối với mình. Vì thế đặt tư tưởng vào công cuộc tìm phương cứu giúp sanh linh ra khỏi dòng trầm luân quan nghiệt, tin tưởng Phật trời, cầu nguyện với đấng thiêng liêng để ban bố phước lành cho nhân chủng và tìm con đường giải thoát cho mình bằng cách lạc đạo an bằng xả thân tu tỉnh. Cho nên đó là ai nói gì nói, mà giờ mặt ai nói ngã nói nghiêng lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Cho nên người tu thì họ có một cái niềm tin đó, họ tối ngày là họ sống trở về với nội tâm, là thường là nhìn vào tâm thức của mình đó, để quán chiếu tất cả những pháp nào là đối tượng của tâm thức đó, khi cái pháp đó cần để giữ lại, còn nếu nó là phiền não gây ra cho cái cõi lòng của mình thường có những sự bất ổn đó thì người ta loại trừ. Cho nên cái đó gọi là gì, là công án tu tập. Sở dĩ thì đối với cái người tu thiền thì người ta quán chiếu dừng lại tất cả các dụng niệm, còn đối với cái người tu Phật thì hãy một niệm Phật thì lìa một niệm chúng sanh, mà niệm niệm Phật lìa tất cả vọng niệm chúng sanh, cho đến khi nhất tâm bất loạn thì lòng ham muốn và các tình dục còn đâu mà nảy sinh ra được. Cho nên cái tâm Phật khác với tâm chúng sanh là ở chỗ tâm Phật là luôn lúc nào cũng phải giữ, mà Đức Thầy nói tánh trong như nước mít mùa xuân, hay hoặc là tâm sáng suốt như đài nguyệt kiến, hay hoặc là ngài nói là tánh kia thành kiến để phỉ tình chùi lao. Cho nên tâm Phật rất là an yên, rất là như bất động. Còn cái tâm hồn của người phàm phu mình thì thường hay có những cái mưu lợi. Thì chính cái mưu lợi đó là do đâu? Là do tham sân si nó dấy khởi. Cho nên nó hết suy nghĩ chuyện này, nó hết tìm ra cái kế nọ. Để chi? Để làm sao mà nó cứ tô điểm cái bản ngã của mình. Từ cái mà mình nuông chiều theo cái bản ngã đó thì nó lại sai sử của nó, sai sử mình làm đủ chuyện hết, hơn thua ha, rồi tranh đấu đó, rồi làm sao mà tính mưu lợi mình đó, để đem về mà tô điểm cho cái giả ngã của mình. Mình là trên thiên hạ, không ai qua mình, thì chính cái đó là mình đã chấp nhận làm con đẻ của vô minh. Thì chính vô minh nó sai ra mình làm nhiều cái điều tội lỗi, mà qua cái mạng xã hội rồi mình mới thấy được cái sự rầm rộ hõm rài đó. Thì có người người ta đâu phải đứng vào ở một cái vị thế mà mình thấy tầm thường như mình đâu, phải không? Người đó có địa vị nè, người đó có tiền bạc nè, nhưng mà cuối cùng rồi nhớ lại sư Minh Tuệ nói một câu á, mình mới thấy được quá là nó đúng như vậy đó mấy đệ. Con ngày trước con cũng đi làm, con rất là có tiền, nhưng mà con ngồi trên đống tiền con vẫn thấy khổ. Vậy thì người giàu cũng khóc, phải không? Trong cái thế gian này do cái nghiệp nó dẫn chúng ta đến đó, mà nếu cái người tu á, người ta biết chuyển nghiệp á, tức là không tạo nó nữa, nó sẽ tìm đến cái cửa không của nhà Phật, tức là không danh lợi, không ái tình, không quy quyền phú quý á, thì sao bằng cửa Phật vui thanh tịnh để lánh cõi trần mê giải nghiệp duyên. Còn nếu mà chúng ta không biết chuyển nghiệp đó thì Đức Thầy nói ta bà thật cảnh ưu phiền, duyên trần cấu kết quan khiên báo đền, thiều quan thấm thoát dừng tên, mắt dòng sanh tử có bền đặng đâu, chi bằng theo học đạo màu sớm qua khổ hải đặng chầu Phật tiên, ham chi giả tạm của tiền thì như chim vào lưới xích xiền trói thân. Cho nên bây giờ đó mình mới thấy được chỉ có cách là người ta mong muốn làm sao đó phải thắng được sư Minh Tuệ, thì chính cái tư tưởng tranh đấu hơn thua đó làm cho con người thiệt mưu thâm thì quả diệt thâm, nào trong sách sử có lầm ở đâu. Cho nên mình mới thấy những cái người mà mưu mô xảo trá, những cái người mà giang hùng từ trước tới giờ thì cái tuồng đời này đó mình thấy đã quá nhiều rồi. Để trong những cái thiên tình sử hay hoặc là trong những cái mà sử liệu còn ghi lại đó, thì những cái người mà sống giả trá nè, họ sống mà có kế độc mưu thâm nè, họ sống có những cái mà nó trái lại với cái chân lý nhà Phật, không đem lại cái tư tưởng thiện hòa cho Phật đạo, mà ngoài đó họ giả tạo, họ che đậy bằng cái sự từ bi bác ái, hay hoặc là làm ra vẻ mình là một cái người hiền nhân quân tử, nhưng mà cuối cùng rồi đó thì sự thật vẫn là sự thật.
Ở trên anh qua đó đó mình thấy những cái người này đáng thương hay là đáng trách, cho nên qua rồi đó mình mới thấy được có những cái lúc á mà người ta bị thất bại trên trường đời rồi đó, thì cái tâm lý nó bị đè nặng hay hoặc là áp lực nó đè nặng, thì chính cái tâm lý thay đổi đó mà cái tánh tình của con người đó cũng không bao giờ mà được yên bình. Từ chỗ đó làm sao đó mình mới thấy thua me gỡ bài cào, hay hoặc là mình tìm cách này cái cách nọ để giữ gìn được cái danh tiếng cho mình. Chứ bây giờ mà lỡ rồi đó mình nói ra một cái câu gì cũng do cái nghiệp thức của mình đó, mà lỡ nói một cái câu gì đó nó không đúng chân lý, hay hoặc là mình hạ nhục người nào đó mà lỡ đi người ta phát hiện mình có một cái gì đó rất xảo trá, thì tự nhiên mình phải tìm một cái giải pháp nào đó lấp đầy lại cái chỗ mà mình bị sa ngã, bị vấp phải. Cho nên từ cái mà mình tính kế này kế nọ, hay hoặc là do người này đó người ta bày ra, hay hoặc là người này họ chỉ lối, thì tự nhiên vậy đó con người ta cứ chạy theo cái giả ảo bên ngoài mà quên đi cái chân thật của mình, thì chính cái đó sớm muộn gì đó người ta cũng biết và người ta phát hiện. Mà khi phát hiện ra rồi đó thì cái lỗi lầm dai mình nhận lấy. Cũng giống như một câu chuyện mà Đức Phật thường kể cho chúng ta biết hoài, có người đó đến chửi Phật, họ hạ nhục Phật, họ miệt thị Phật rất là nhiều, nhưng mà Phật lại cảnh tỉnh anh ta bằng một cái câu chuyện rất là đơn giản, nhưng anh ta lại tự suy nghĩ và phản tỉnh. Đức Phật hỏi: anh đem cho người ta một món quà mà nếu người đó không nhận thì quà đó thuộc về ai? Thì ông nói: tiền ở cái đó con quá dễ hiểu đi, bây giờ con cho ngài, ngài không nhận thì con đem về. Thì Đức Phật nói cũng giống như vậy, từ nay giờ đó người đến đây người miệt thị, người chửi bới, người đố kỵ, người xài xỉa ta rất là nhiều, nhưng mà những cái lời này ta không nhận thì bao nhiêu cái hậu quả đó ai chịu? Nó dạ con chịu. Thì từ đó nó tự nhiên ông nói câu đó rồi ông mới phản tỉnh lại lòng mình, à thì ra chân lý là như vậy. Cho nên nó mình hớ tính kế này mưu nọ để mình kiếm kế gian mình hại người, nhưng mà thường thường á ông Thánh ông nói là phàm quyết phúng nhân tiên ô tự khẩu, ngậm máu phun người thì sao, dơ miệng mình. Cho nên qua đó đó quý đệ à, thường ở Đức Phật dạy chúng ta đó, khi mà con người mà tu rồi đó nó có ba chân lý mà chúng ta cần phải nhớ: một là tâm từ rộng lớn, hai là lời nói phải hòa nhã, và ba là luôn lấy từ bi để làm nền tảng mà chúng ta tiến hóa trên con đường Phật đạo. Cho nên mình nói là mình từ bi bác ái, mình vì dân vì nước ha, vì cái xã hội cuộc sống của an sinh, nhưng mà có điều ở lại mình không vượt qua được những cái phiền não nơi tâm thức của mình, không vượt qua những cái bản ngã tự ti tánh tự cường của mình muốn là mình trên thiên hạ, trong khi đó mình chỉ mượn cái từ bi hỷ xả của Đức Phật để che đậy đi những cái mà mình tính toán trong tâm thức. Cho nên qua đó rồi đó thì mọi cái hành động nói lên hay hành động thì đều hiển hiện ra y như cái bản chất thật của mình. Cho nên con mắt của thế nhân á đệ không phải là một người hai người mà nhiều người, người ta nhìn ở mọi góc độ rồi thì cuối cùng người ta vẫn thấy thế nào là sự thật, thế nào là người hiền và thế nào là giả ảo, là người dối gian. Cuối cùng thì chân lý vẫn là chân lý, mà luật gì lách được, chứ còn luật nhân quả thì lách không được. Mà Đức Thầy nói chỗ này rõ lắm, những kẻ ấy dầu lực hình của loài người không phân xử, song cơ trời cũng sẽ báo ứng đến những hành vi của họ nếu họ không chịu ăn năn chừa lỗi, sửa tánh tu thân, bỏ thói vô nghi, lánh điều phi nghĩa. Cho nên Đức Thầy nói luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọc một ai. Ngày xưa trả báo thì chày, chứ đời nay quả báo một giây nhãn tiền, thì mình thấy ai đụng tới Sư Minh Tuệ, ngài không nói một câu nào hết trơn á, ngài cũng không có những cái cử chỉ hay hoặc là có những cái động thái gì đó mà phản biện, hay hoặc là họ nói tại sao như thế này thế nọ, không. Ngài sống trong cái sự im lặng, đó là cái chánh niệm của mình. Nó vượt qua những cái thị phi nhân ngã, nó là cái vọng duyên, là cái ngoại cảnh ở bên ngoài. Cho nên lúc đó Ngài sống với cái tâm vô nhất vật vậy đó, thì có gánh nặng gì đâu. Buông bỏ hết rồi, xóa hết rồi. Đó thì bao nhiêu cái lời nói văng vẳng bên tai, Ngài cũng đã diệt trừ được sáu căn. Nó không nhiễm với sáu trần, thì lúc đó lòng luôn an yên như vậy. Cho nên đó là mình mới thấy được cái sức hút của cái sự thiền định trong trong nhà Phật á, thì nó sẽ phản ánh được qua cái hình ảnh Sư Minh Tuệ sống trong hiện tại. Và bây giờ đó thì có đôi khi á, mình sanh ra cái lòng ghét bỏ đối với tất cả mọi người, nhưng mà thực chất mình nhìn về Sư Minh Tuệ mình mới thấy được
Ngài nói những cái câu nói rất là gãy gọn, cô đúc xúc tích, nhưng mà nơi đó nó là chân lý. Đó, ngồi trên cái đống tiền vẫn thấy khổ, thì bây giờ mình thấy địa vị tiền bạc, người ta xài những cái báu vật mà nó trên 1.000 tỷ nữa. Nhưng mà cuối cùng bây giờ thì sao? Ăn không ngon, ngủ không yên. Một khi mà mình nói ra điều gì, một khi mà mình có được những cái mưu toan như thế này thế nọ, đó thì bây giờ nó lại trở thành là hiện thực thi cái con mắt của tất cả nhiều người, người ta thấy được cái việc làm của mình nó bất thiện rồi đó, thì đệ ơi, lúc đó là mình trở thành là một cái người mà giống như là tội nhân vậy đó. Khi mà mình chưa xa vào trong cái hoàn cảnh mà bị những cái kỷ luật hay hoặc là bị những cái cực hình, cũng giống như là Đức Thầy nói trên dương thế tạo nhiều cảnh khổ, xuống quỳnh tiền địa ngục khảo hình, thì bây giờ địa ngục trần gian cũng vẫn là nơi làm cho chúng ta phải đau khổ. Như vậy thì bây giờ nhìn qua những cái sự kiện đó, nhìn qua những cái ồn ào đó, rồi nhìn qua cái hoàn cảnh bây giờ trong gia đình mà người ta tiết lộ, nào là con nó phải can gián, hay hoặc là những người anh em hay chồng con họ có những cái lời nói mà để biện minh cho cái sự sai biệt của cái người mà gây ra những cái cơn bão tố phong ba trên mạng xã hội đó, thì đệ sẽ thấy như thế nào? Tội nghiệp không? Rất là tội nghiệp, phải không? Giàu nhưng mà cái giàu của họ nó không có được tự do, nó không có được thư thái, nó không có được thanh thản, phải không? Bây giờ đó mà nói đến một cái drama hay hoặc một cái idol mà gây ra những cái mà nó lộn xộn trên mạng xã hội, bây giờ có thể là thông dong tự tại đi ngoài đường mình được không? Dám không? Đâu dám, phải không? Còn như sư Minh Tuệ đó, mình mới thấy ngài tu hành á, ngài không có lấy gì làm tài sản ở thế gian hết, ngài không có gây hấn với ai, ngài không có gây thù chuốc oán. Bây giờ đó thì ngài đi khắc thực từ Bắc chí Nam, đó có ai làm gì ngài không? Rất là thông dong, rất là tự tại, rất là vô ngại. Cho nên qua đây mình hiểu về cái góc độ Phật Pháp, mình mới thấy thương được những cái người mà họ đã gây ra những cái lầm lỗi đó. Trong khi đó thì bao nhiêu người đó, người ta lại thấy những người đó lên á, họ nói này nói kia để họ bảo vệ được cái danh giá của họ. Nhưng mà cái bảo vệ danh giá của họ nó không phải là sự thật, mà đó là những cái sự giả dối từ ở bên ngoài. Khi người ta phát hiện rồi đó thì nó sẽ có những cái cuộc mà nó đấu với nhau chứ, nó tranh luận với nhau. Nhưng mà anh hiểu rằng đối với người dân Việt Nam thì luôn lúc nào mình cũng có được những cái truyền thống rất là quý báu trên cái tinh thần đoàn kết. Thấy rõ được bản chất sự việc rồi đó thì những cái người đó, đó họ sẽ có được một cái niềm thương. Niềm thương đó là mình suy nghĩ cũng trong một cái con người, tại sao mà người ta phải làm những cái điều đó? Xuất phát từ đâu mà họ có những cái động thái đó để cuối cùng bây giờ đó, tuy là ở trong cái hoàn cảnh rất là sang giàu, tuy là ở trong một cái địa vị rất là cao, nhưng mà cuối cùng rồi vẫn phải nhỏ giọt những cái giọt nước mắt khổ đau như thế. Cho nên mình hiểu rõ được nguyên nhân đó rồi, mình mới có một cái sự thông cảm. Từ cái sự thông cảm đó mà đem đến được cái tình người của dân tộc mình, là thương nhau, bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một nhà. Tuy là có đấu tranh để giành giật lại cái lẽ phải, cái nào đúng là đúng, cái nào sai là sai. Đó, thì cái đó là cái trong cái phạm vi mà người ta phải đưa ra cái phản biện. Ông sai thì ông phải nhận nhìn sai, thì vẫn sẵn sàng lấy lòng từ bi để hóa giải được cái hận thù này. Đó, khoan dung vẫn là cái món quà chúng ta sẽ kính tặng cho nhau. Mà Đức Thầy nói ta thường hay tập tánh khoan dung, thiệt hành đi đừng có ngại ngùng, tha thứ kẻ lỗi lầm ngu xuẩn, và nhẫn nhịn đừng ham tranh luận, khỏi mất lòng tất cả mọi người, tánh thuần lương vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy y cầu đạo, gây gỗ là trái thứ từ bi. Cho nên là đứng về ở cái góc độ nhà Phật đó thì mới để hỏi chứ, bao nhiêu cái việc mà lùm xùm trên mạng xã hội vừa qua đó thì theo huynh nghĩ như thế nào? Thì huynh nghĩ cái nào đúng là đúng, sai là sai, rất là đồng cảm với tất cả mọi người khi mà mình đưa ra một cái vấn đề để mình bàn bạc. Rồi những cái con người mà biết mình làm sai đó mà biết quy đầu phục thiện, thì những cái người đó cũng giống như là những cái người mà mình rất là kính mến ha. Còn những cái người nào mà họ có cái ý gian xảo, hay hoặc là họ đã lầm lỗi rồi mà họ còn vẫn bảo thủ cho những cái mà mình làm sai đó, thì tất cả mọi người lực pháp hay hoặc là trong Phật Pháp cũng không có bao giờ mà đồng tình hay hoặc là bỏ qua cái chuyện đó. Cho nên Đức Thầy cũng thường hay nhắc là ta chí dốc tầm đài, nguyệt kiến cho dương trần rọi chuyện sai lầm, định thần dẹp hết tà tâm, quần lai bổn tánh, thần khâm quỷ nhường. Cho nên đạo Phật cũng vẫn có lòng từ bi bác ái khi con người biết phục thiện.
Còn nếu mà không phục thiện thì tự nhiên định luật nhân quả nó sẽ chiếu rõ được cái bản chất của mình. Mình là người đúng hay người sai, người phải hay người trái, và người gian hay người hiền. Cho nên do đó đó thì chú thấy rằng đứng ở góc độ của người tu Phật đó, khi mà người ta đã biết lỗi rồi đó đệ, thì Đức Thầy dạy nếu người rõ phận vô lòng thứ ta, thứ được người người thứ ta. Và nhất là anh muốn nhắn gửi qua cái clip này đối với tất cả mọi người, khi ai mà trở về với chân lý đạo Phật đó thì mình mới thấy thế gian nó là một cái tuồng đời. Nơi đó là một cái Rama mà nó có đủ về cái bi cái hài. Giữa bi và hài vẫn là hai trục, nó hai mặt nó đối xứng lẫn nhau. Cho nên bây giờ đó, cái người con Phật đó, người ta mới vượt qua những cái bi hài này, những cái vui buồn, những cái vui thương ghét này nè. Đó, mà thầy nè, mà Đức Lục Tổ Ngài cũng thường dạy là ghét yêu đừng để dạ, mới duỗi cẳng nghĩ thanh nhàn. Chứ còn bây giờ mà mình chạy theo cái ghét, mình chạy theo cái yêu, mình chạy theo cái thương, mình chạy theo cái buồn tủi, thì cái này nó cũng vẫn làm cho tâm của chúng ta rất là dao động. Phải không? Cho nên mình thấy rằng khi mà có người nào đó tác động vào sư Minh Tuệ là một người chân thật tu hiền, Ngài không có làm gì phiền phức đối với tất cả mọi người, mà mình cứ đến đó mình kiếm chuyện hay hoặc là mình đổ lỗi cho sư Minh Tuệ, thì tự nhiên đó công chúng vẫn là một cái người mà rất công tâm. Người ta sẽ phản biện lại thay cho sư Minh Tuệ để có được cái tiếng nói chân lý, là luôn lúc nào những con người sống trong thế gian này người ta rất là tôn trọng về pháp lý hay là hoặc là Phật pháp. Đó là những cái gì mà tòa án của lương tâm á, sẽ nói lên được những cái điều nào cần phải làm và điều nào không cần làm. Cho nên á, mình á, sống theo cái giả ngã, bị vô minh nó sai sử mình rồi đó, thì mình thường hay hơn thua, thường hay có những cái lẽ biện minh bảo thủ đó để sanh quán sanh hờn, thì những cái người đó đó họ sẽ hiện nguyên hình. Và hiện nguyên hình rồi thì bao nhiêu cái lỗi lầm, bao nhiêu cái tội lỗi mà mình gây ra đó, mình đều chịu hết. Một á, là ở trong thế gian này, khi luật pháp mà người ta phán xử đến đó, thì người đó sẽ chịu pháp lý. Cái pháp lý đó là gì? Chế tài, người đó sẽ ở tù hay hoặc nặng hơn, nếu giết người cướp của thì phải đền mạng. Đó. Còn Phật pháp á, thì người ta thấy rõ được cái nguyên nhân mà sanh ra những cái hiềm khích quán thù đó đó. Nếu người đó đó mà họ không chịu ăn năn chừa lỗi thì tự nhiên cái luật đào thải đó họ sẽ bị tan biến. Và theo cái dòng nghiệp lực đó đi lên hay đi xuống, thiên đàng hay địa ngục là tùy theo ở cái người đó họ gây ra. Cho nên qua đây đó, khi mà chúng ta hiểu ở cái góc độ này, mình mới thấy được cái thế gian vẫn là cái nơi mà trường tranh đấu, có những cái cuộc chiến đấu nội tại, làm cho người tu đó, khi mà họ hướng về chân lý Phật pháp, tìm cầu con đường giải thoát rồi đó, thì người ta không có muốn là phải tham gia vào những cái cuộc chiến như vậy. Cho nên đối với người tu thì hằng ngày đó mà Đức Thầy dạy á, là ngày nay đã tỉnh ngộ quy y cùng Phật pháp như vậy, cửa trường sanh của các trò đã gặp nẻo, nương đèn trí huệ ly xuất phàm trần, chán cảnh phồn qua tìm nơi tịch tịnh. Đấy, thì như vậy mình có rảnh đâu mà đi nói chuyện thiên hạ, đi nói chuyện bao đồng chuyện này chuyện nọ để tô điểm cho cái giả ngã của mình. Cuối cùng rồi dù mình là bậc đế vương đi chăng hạn, nhưng mà mình sống mình tạo ra rất nhiều cái nhân quả mà nó đã gây thù kết oán trong thế gian này, thì phải là lên xuống để báo trả giai đền. Hưng vong suy thạnh xưa nay cuộc đời giai trả, trả giai cứ đổi dời. Thấy không? Còn đạo Phật là người ta biết trong cái trí giác ngộ của mỗi người, biết cái thế này, nếu mà mình làm mà trong thế gian này á, mình bảo vệ cho cái mà mình phải, người này á, bảo vệ cho cái mà mình đúng, thì giữa ông nào cũng đúng không mà không ai nhận nhìn cái sai rồi đó, từ đó có những cái cuộc mâu thuẫn, nó cứ lại tìm cái kế này kế nọ để hạ bệ với nhau, thì cái đó gọi là nhân ngã thị phi, đúng sai phải trái. Thì nó vẫn làm cho cái tâm của con người vọng động. Mà tâm vọng động rồi nó sanh ra biết bao nhiêu là cái phiền phức. Phẫn hận, não phú, tật sang, cuốn, kiêu, xỉm hại, vô tàm, vô quý. Đó, phóng vật, giải đãi, hôn trầm, trạo cử, bất chính chi. Đó, thất niệm. Đó, thì mình mới thấy đó là những cái mà vô minh nó sai sử mình không à. Cho nên có câu làm vua thua làm Phật là ở chỗ đó. Ông vua thì còn phải làm sao? Còn phải là tính cái này cái nọ, phải không? Hơn thua thế này thế nọ. Một khi mà cái tâm tham vọng của ông vua mà ông không có điều ngự được nó,
thì ông cũng trở thành là một người gian hùng. Mà gian hùng đó gây ra tội lỗi thì cũng phải luân hồi sanh tử. Cho nên còn ông Phật thì sao? Thấy tất cả mọi cái sự việc ở thế gian này đó, đến đây là con người đều do cái nghiệp không à. Chạy theo cái tâm ham muốn của mình rồi gây ra biết bao nhiêu là cái điều thị phi phải trái. Cho nên Đức Phật sao bằng cửa Phật vui thanh tịnh là trở về nơi bản giác như nhiên của mình, cũng gốc ngài Thượng Đế xuống trần hoài đầu nghe tiếng chuông ngân, trở về nơi cũ cho gần Phật tiên. Thấy sanh chúng quá ghiền cảnh tục nên nhiều lần dục thúc muôn dân, bạch trinh giữ lấy nghĩa nhân muốn về cõi Phật, lập thân cõi trần. Làm những cái điều mà trong thế nhân này tạo ra cái phước duyên cho tất cả mọi người, tạo nên cái niềm an lạc. Thì như vậy đó, người ta có đủ cái đức hạnh để sau này khi quả mãn duyên thành giả từ cõi thế rồi được giảng sanh cực lạc, hay hoặc là về nước bàn trụ xứ cũng giống như là Thái tử Siddhartha xưa kia. Còn bây giờ đó thì dù mình giàu sang sung sướng tới cỡ nào đi chăng nữa, mà mình sống giả tạo hay hoặc là chỉ mượn cái điều thiện để che đậy cho cái giả ngã của mình, thì sớm muộn gì đó người ta nói cháy nhà cũng lòi ra mặt chuột. Ha, cái gì mà chân thật thì nó sẽ tồn tại đời đời, còn cái gì nó giả dối thì nó sớm muộn gì nó cũng sẽ thấy được cái mặt trái của nó. Lâu ngày rồi đó, thời gian vẫn là liều thuốc tiên, nó sẽ phai mờ đi tất cả. Để rồi đó, cái gì thật nó sẽ thật, mà cái gì giả dối nó sẽ giả dối. Cho nên qua đây đó, Quỳnh Hổng Gài cũng có xem mà cái câu hỏi của đệ đó, thì tất cả mọi người từ thôn quê đến thành thị, từ những cái người bán vé số thì anh thấy họ cũng có những cái lời nói dư luận để họ phản biện lại đúng sai phải trái như thế nào. Cho nên đó, anh thấy cuối cùng rồi đó thì do cái mưu thâm mà quả diệt thâm. Từ xưa tới giờ là nó như vậy đó. Thường thì mình hại người thì sao? Cuối cùng mình phải chuốc lấy bao nhiêu cái đau thương đó. Cho nên là trên cái tuần đời này nó có hai mặt. Nó diễn tiến lúc nào thì người đó đóng vai ra sao, người này đóng vai thế nào thì nó sẽ diễn ra như trò vậy. Và tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái nhân duyên đó mà con người ta phải chấp nhận, để cuối cùng khi hạ màn kết cục thì người đó tốt xấu thế nào thấy rõ bản chất của họ hết. Cho nên là mạng xã hội thì có đôi khi giúp ích cho mình được rất là nhiều, để mình nhìn nhận được trong thế gian này những cái mà nó diễn biến như vậy đó, để cho mình có cái kinh nghiệm, có cái giải pháp, có cái công án để mình vượt qua, làm sao cho tâm mình được an, tánh mình được tịnh. Còn nếu mà mình không biết đó mà mình xuôi theo cái dư luận, hay hoặc là mình có cái tư tưởng tranh đấu đó, thì mình cũng chiều theo cái bản ngã của mình, cũng tham gia vào những cái cuộc chiến đó, thì làm cho mình lại thêm thổn thức. Bây giờ thắng họ mình được gì? Khi thua rồi mình sẽ như thế nào? Phải không? Kẻ thắng người thua khi ngồi lại đó, mình nhìn bản chất rõ của nó có yên hay không? Nó có bị khỏi nhân quả chi phối mình hay không? Điều đó mới là quan trọng. Cho nên anh nói sống trong cái cuộc đời tu hành đó, để nó có khác hơn người đời là như vậy. Mình cũng biết là sự việc nó xảy ra như vậy, vậy, vậy đó. Có đôi khi á, cái người này mà họ bị thất bại rồi đó, họ bị đau khổ. Thí dụ như bây giờ mà họ làm lùm xùm hổm rài cái chuyện thế này thế nọ, nhưng mà khi mà người ta mà điều tra ra được những người mà ta đứng về pháp lý á, ta sẽ biện minh nó rất là rõ ràng, công lý mà. Thế nào đúng sai rồi đó thì người ta phải đưa ra cái luật pháp, rồi người ta chế tài cái chuyện đó. Nếu mình đã phạm tội thì mình sẽ chịu tội, mà mình là cái người không có tội thì sẽ được thưởng. Chuyện đó nó rất là rõ ràng. Nhưng mà khi mà người bị tội rồi đó, lúc đó mình thắng đây đại, thì mình nhìn lại cái hoàn cảnh của người ta bây giờ cũng khổ lắm. Phải không? Cũng đau khổ, cũng bị dằn vặt lắm. Một khi mà mình làm cái gì đó thất bại rồi đó đại, khi bị áp lực đó con người khó vượt qua. Một là bị trầm cảm. Hai là thất bại rồi thì mất đi cái tiếng tai của mình đó, thì mình phải dùng cái này mua nọ để bảo vệ nó. Mà càng bảo vệ bao nhiêu thì con người lại thua thiệt bấy nhiêu. Tại vì nó là giả, nó không phải thật. Cho nên chỉ có con người ta biết ăn năn sám hối, biết phục thiện đó thì mới có thể là sửa sai được mình. Cho nên trong thế gian này Đức Phật đưa ra có hai hạng người mà chúng ta đáng kính. Một là người từ khi sanh ra cho đến lúc mà người ta giả từ cõi thế không bị lầm lỗi điều gì, đó gọi là bậc thánh nhân. Và bậc thứ hai là cái người mà sanh ra thế gian này người ta lầm lỗi rồi, người ta biết ăn năn hối cải sửa đổi lại những cái điều đó, trở thành là người cũng sống thiện lương đạo đức, thì chính đó là bậc thánh nhân thứ hai mà chúng ta cần kính. Cái thứ hai mình còn gọi chung nữa là cái biết con người, biết chuyển nghiệp.
Tức là chuyển nghiệp đó em. Mình thấy mình sai rồi mình biết dừng, quay đầu là bờ. Đó, trong đạo Phật là vậy. Cho nên Đức Thầy cũng đã đưa ra được cái công án. Thầy nói là dầu cho mấy kiếp bất nhân nay nghe lời Phật thì thân vẹn toàn. Hay hoặc là ai mà xét biết ăn năn quay đầu hướng thiện thì bằng tăng giác dùm. Cho nên mình bảo thủ cho mình đi vào con đường ác rồi, mình cứ bảo thủ, mình che đậy cho những cái sự mà lầm lỗi của mình cứ đi tới hoài, thì càng ngày em vào trong dũng bụng thì càng lún sâu. Phải không? Chi bằng đã nghe lời Phật rồi đó, chúng ta phải có một cái giải pháp khác. Mình trở lại quay đầu, mình đi về hướng khác thì mình không còn bị những cái mà nguy hiểm nó đe dọa tới mình nữa. Cho nên qua đây đó thì mạng xã hội cũng là một điều hay, nhưng mà có đôi khi nó cũng làm cho con người người ta phải là bị vọng tâm rất là nhiều. Cho nên đó, bớt đi một câu chuyện, thêm niệm một câu Phật, đánh chết được vọng niệm thì pháp thân ta hiển lộ. Đó là trong kinh Pháp Cú mà được Phật dạy. Cho nên bây giờ đó thì huynh thấy cũng giống như hôm qua mà mấy đệ tâm sự á, có những cái mình cũng anh em cũng đi làm mạng xã hội vậy, nhưng mà người ta làm á đúng theo chân lý để tạo ra được cái phước duyên đó, thì người đó sẽ tồn tại, cái kinh đó nó sẽ được mọi người người ta ưa thích, rồi người ta sẽ mến mình lâu dài. Còn thưa quý vị, khi mà mình làm cái gì chân thật thì nó vẫn là chân thật. Cho nên á, qua đây đó thì để có nghe một cái câu chuyện, mà để cũng thường lấy cái câu chuyện này để làm cái công án trong cái bước tu tập của mình. Có một con nai nó đến một cái khu vườn nọ, nó ăn cái quả giả. Thì trong khi mà nó đến cái khu vườn đó thì nó thấy những cái quả giả mà treo chín trên cây nhiều lắm, nhưng mà cuối cùng ở dưới đất thì không thấy cái trái nào. Nai tìm hoài mà không được, làm sao có quả giả để ăn, cho nên thui thủi quay lưng đi về. Thì tự nhiên có một cái chú cú nằm ở trên cái cây giả, nói: "Này anh ai, anh đi đâu vậy?" Này nó nói: "Tôi đi kiếm quả giả để tôi ăn." Thì cái chú cú này chú nói: "Tèn ơi, không đến sớm một chút, phải đến sớm một chút thì tôi nhường lại mấy quả giả này ăn uống thì thỏa thích rồi. Cho nên nó chỉ có lợi trễ một chút xíu đó mà tôi ăn hết rồi. Bây giờ đó thì đến giờ đi nghỉ ngơi rồi. Thôi anh hãy mai tranh thủ đến sớm ha. Mà khi nào tôi kêu cốc cách á là nhớ đến ha. Tôi rung cây cho rồi cái quả giả nó rụng xuống thì nay ăn. Còn khi nào mà tôi kêu cái tiếng khác thì cũng phải đề phòng nghe. Thì lúc đó nay nó nghe vậy rồi đó, nó mới chờ thấp thỏm lo âu. Qua một đêm như vậy đó thì mới vừa tờ mờ sáng thôi mà nghe cái chú cú mà kêu cốc cách vậy là biết là chú hãy đến để tôi rung quả giả cho chú nai ăn. Thì chú nai ta nó co giò ba cẳng chạy đến để tìm quả giả. Trong khi đó nó thì đến thì chưa giặt nhặt được cái quả nào ăn hết trơn thì tự nhiên lại chú cú đổi giọng là nói rằng đó là có những cái người mà người ta giữ vườn đây nè, người ta chờ ai mà lợi hái quả giả đó là người ta sẽ đánh đuổi đi. Còn này nó nghe tưởng đâu là báo động có cái người mà ta giữ gìn cái vườn của cây đó, cho nên này nó quảng hồn nó chạy đi thì vô tình mới để biết là nó làm cho cái nó đạp lên cái hạt vườn á, nó làm cái hạt vườn đó nó bị bể trái ra, cái hạt vừng đó nó văng vô cái con mắt của con gà rừng nó đang ăn. Gà rừng nó đang bư, nó đang ăn vậy cái tự nhiên bụi vô mắt nó chịu đâu có nổi đâu. Ảnh mổ sao mà ngay chân cái ổ kiến lửa. Nó phá tan cái ổ kiến lửa của người ta rồi, kiến lửa lúc đó là nó bày đàn gì cũng không có còn giữ tôn ti trật tự nữa, cho nên nó bò tàn lan. Bò sao mà gặp ngay cái chú sóc đang ăn. Nó cắn cho chú sóc mấy phát, ảnh đau quá, cái chú sóc đau quá phải làm sao? Ảnh đang ăn cái dây mà trái bí á, ảnh cắn ngang cái dây trái bí một cái đau quá đau mà cắn ảnh cho nó bớt đi cái cơn đau, thì cái trái bí tự nhiên treo ở trên cành cây rớt xuống làm cái chú trâu quảng hồn. Anh trâu tôi ảnh chạy xém đạp con cua chết. Nó con cua nó thoát chết rồi, tự nhiên cái nó mới thấy được tai họa từ đâu mà ập đến, cũng do cái anh trâu này nó mới lên ông then nó kiện thì then mới gọi cái anh trâu lại hỏi cái lý do tại sao mà mày lại đạp con cua xém chết. Con trâu nó nói: "Con có biết ất giáp gì đâu, tự trên cái trái bí á nó gớt xuống trên lưng con đau quá đau, con mới chạy quảng." Thì cuối cùng tại do trái bí này con trâu nó mới chạy,
mời cái trái bí lên để nó để hỏi ba điều bốn chuyện, thì cái trái bí nó nói con cũng biết ác giáp gì đâu, tự nhiên con sóc á nó cắn cái dây con rồi sao, bây giờ con té ngửa té nghiêng sức đầu mẻ tráng cũng do cái thằng sóc đó đó. Thèn kêu con sóc lên hỏi chuyện, hỏi sao sóc mày làm gì kỳ tự nhiên mày cắn dây vậy. Thằng sóc nó nói con cũng biết ác giáp gì đâu, tự nhiên kiến lửa đậu lại nó cắn con quá trèn đi. Hỏi xây chuyện luôn. À, rồi cái ông thèn ông mới kêu cái thằng kiến lên. Kiến mày lên đây tao biểu tại sao mà mày lại cắn thằng sóc vậy. Kiến nó nói con cũng biết ác giáp gì đâu, tự nhiên gà ở đâu mà lại nó bư tứ tán cái ổ của con, cho nên bây giờ bầy đàn chạy lạc hết, con cũng tìm lại chưa được nữa kìa. Đó, bắt đầu mà tưởng nguyên nhân là ngay cái chú gà rồi, kêu chú gà lên hỏi tại sao vậy. Chú gà nói con có biết ác giáp gì, tự nhiên cái hạt dừng này nè nó tóc bể ra thì thôi đi, bể ở đâu không bể, nó bể nhẹ bay vô con mắt con, rồi giờ bụi vô đau mắt quá con đâu có cảm giác nào mà con phải chịu nó được đâu, nó đâu có dễ chịu, cho nên nó là quá bức rứt đi thì con bư thí. Cho nên mời cái chú ơi, mời cái hạt dừng lên, thì hạt dừng nó nói chàng ơi đâu phải con, do cái chú nai này nè, nửa đêm nửa hôm trời chưa sáng nữa, ở đâu đi ăn đêm mà chạy quãng rồi chạy ngang cái cây của con làm cho trái rụng rồi đạp hộp con nó bể nó văng tứ tung hết trơn. Cái kêu anh nai lên thì anh nai mới nói nhà bạch then không ngoài ai khác là chính cái con cú giọ đó đó, nó kêu con lại đây ăn quả giả để nó rung, ai ngờ nó không có rung quả giả mà nó nói là người ta giữ vườn ai mà vô vườn ăn sẽ bị đập chết, cho nên con sợ quá con chạy. Thì quý vị ơi, thông qua cái câu chuyện này mình mới thấy đầu mày mối nhợ không ai khác là con cú. Mà con cú thì cái tiếng kêu thay vì nó sống trong cái tâm thật sự của nó mà nó rung quả giả cho cái con nai nó ăn thì đâu có gì, mà nó giả tạo tự ở bên ngoài bằng cái việc làm tử tế, chú đến đây rồi tôi sẽ gung quả giả cho chú ăn, tưởng rằng nó tốt như vậy, ai ngờ đâu khi nay đến rồi đó nó tham ăn, nó muốn giữ gìn cái quả giả đó để nó nuôi sống bản thân mình, vì cái tư lợi đó mà nó hại chú nay đó, là coi chừng người ta đến đập mày kìa. Trong khi nó nói dối như vậy đó mà nó tạo ra một cái hiện tượng, một sự vật mà cả cái khu rừng đó náo loạn hết, cái hệ lụy. Cái hệ lụy sau này mình mới thấy được chỉ có một cái lời nói dối nó như vậy thôi. Thì chỉ có nói là sư Minh Tuệ là thế này thế nọ ha. À, sư Minh Tuệ 50% đúng, 50% sai. À, rồi sư Minh Tuệ sẽ có những cái thế lực đứng ở sau lưng, chỉ vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà không ngờ cái hệ lụy phía sau thì bây giờ nó gây nên cảnh thương đau, nó thống khổ vô cùng. Cho nên qua đây mình mới biết được cái lời nói của con người á, đây nó rất là quan trọng. Cho nên là trong đường tu ở Đức Thầy thường dạy, tín đồ cùng khắp chư tăng từ đây sắp đến nói năng chọn lời. Và trong cái đường hướng mà tu tập đó thì Ngài cũng cho biết là trong đường tu nương theo tam nghiệp thì khổ não lắm, chúng sanh có tịnh được tam nghiệp mới mong về cõi Phật. Nhưng Thầy xét lại khẩu nghiệp của các trò còn nặng nề hơn hết. Cho nên những cái câu thơ nó rất là đơn giản mà anh nghe nhiều khi thấm ý vô cùng. Lời nói không là dao sao cắt lòng đau nhói, lời nói không là khói sao thấy mắt cay cay, lời nói không là mây sao vẫn bay bay mãi, sao không ngồi gần lại nói với nhau một lời. Mà ông bà thường nói chim khôn hót tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe, mà ngặt mình không có phải khôn, mà mình là cái người rất là dại mà mình nói những cái lời nè nó chua chanh chát khế ha, ghét đời mua bưởi bán bồng chát chua, lại theo cái lối ai vua dạ toan đốt miễu phá chùa từ bi, thì không có ngờ nó lại có một cái phản động lực. Khi lời nói mình không đúng hết nè, gian dối, mưu này kế nọ đó, thì nó lại trở thành là một cái tội lỗi rất là ghê gớm. Mà từ xưa tới giờ bao nhiêu người nói dối rồi họ chấp nhận một cái sự chua cay rất là nghiệt ngã. Cho nên qua đây vì cái tinh thần đạo Phật thì anh muốn nhắn gửi tất cả mọi người, mình hiểu được mọi cái chuyện trong cái thế gian này do cái ân quán là điều cái nhân quả mà nó chi phối. Cho nên bây giờ mình sống trong cái tinh thần đạo Phật, có đôi khi người ta biết lỗi rồi, có đôi khi mình nhìn thấy người ta đau khổ thì tâm từ của Phật lúc nào cũng thấy là thổn thức. Giống như đó, sư Minh Tuệ bây giờ người ta đánh Ngài, người ta chửi Ngài, nhưng mà Ngài vẫn chúc phúc ha, người ta vẫn cầu an lành cho mọi người, đó là sao, là tâm Phật của Ngài như thế. Thậm chí đến anh phục sư Minh Tuệ chỗ này nè, để khi mà mình đến chỗ nào đó mình sợ ma quỷ, mình thường hay niệm chú Đại Bi hay hoặc là mình niệm Phật để làm chi, để mình diệt trừ ngăn ngừa ma quỷ đó ha, đừng làm tổn hại đến mình. Nhưng mà Ngài thì Ngài không có,
Ngài thấy những cái con ma quỷ đó Ngài lại thương hơn. Trong khi đó thì có người hỏi tại sao Ngài không đọc chú Đại Bi, Ngài mới hỏi lại đọc chú Đại Bi để làm gì. Thì người ta nói trả lời đọc chú Đại Bi để ngăn ngừa tà quỷ được, thì Ngài nói như vậy là đâu có Đại Bi. Một khi mà mình thấy đó, biết được cái con quỷ đó đến ngồi đó, mình đến cái mình đuổi người ta đi, thay vì không đuổi đi mà mình mượn cái chú Đại Bi để mình đuổi người ta đi, vậy thì mình có Đại Bi không? Cho nên qua những cái câu nói đó mình mới thấy là Sư Minh Tuệ Ngài tu tập rất là chân chính, và Ngài đã vượt qua được những cái cảnh giới mà chúng ta đang đến, vượt qua những cái công án mà chúng ta đang thực hành, tức là Ngài đã đi trước chúng ta một bậc, để rằng thấy được cái tâm hồn Đại Bi của Ngài chân thật, vẫn là chân thật. Chứ bây giờ mà Đại Bi mà mình đến mình đuổi người ta đi thì mình có Đại Bi đâu, phải không? Cũng giống như mình muốn đến nhà đó mình ở mà ngặt cái ông đó, ông không vừa lòng, vừa ý của mình, cái tự nhiên mình đuổi người đó đi để mình trở lại đó mình ở, vậy thì mình nói mình là từ bi, thì từ bi chỗ nào đâu? Nó rất là hay chỗ đó. Cho nên anh thấy cái điều gì đó mà mình á, là chân thật đối với nhau á, thì nó sẽ vĩnh viễn trường tồn, vẫn là chân lý. Cho nên tâm Phật là tâm chân thật đó, gọi là thường lạc ngã tịnh là vậy. Cho nên á, là khi mà ông cư sĩ ông hỏi Đức Phật Di Lặc thế nào là tâm Phật, thì Phật Di Lặc nói bài kệ là Phật tức tâm, tâm tức Phật, mười phương thế giới là linh vật, tung hoành diệu dụng biết bao nhiêu, cả thải chẳng bằng tâm chân thật. Thì cái đó vĩnh viễn trường tồn. Cho nên con mong rằng cô bác anh chị em mình, khi chúng ta đã thấy được những cái hiện trạng trên mạng xã hội, những cái mà nó gây cho chúng ta có những lúc mà phải theo dõi rồi thế này thế nọ, phải trái thị phi nữa, thì làm cho cô bác anh chị em chúng ta cũng có cái chiều suy nghĩ. Thay vì trong cái cửa Phật thì chúng ta hãy quán niệm lấy lòng từ bi hỷ xả, mà chúng ta hãy khoan thứ cho tất cả mọi cái lỗi lầm đó, để cho mọi người, dù cho họ có lỡ lầm đi trong nhất thời, quý vị, khi mà họ biết suy nghĩ phục thiện rồi thì chúng ta hãy nên tha thứ và có cái nhìn thiện cảm để chúng ta vượt qua cái ranh giới hơn thua. Khi mà còn hơn thua thì cô bác anh chị em chúng ta sẽ có được cái gì? Cái mà chúng ta hơn đó là cái tính. Cái tính đó, đó nó đem lại cho chúng ta một cái sự hiếu thắng, cũng tô điểm cho cái danh của mình. Người nào mà họ đã thua rồi đó thì tự nhiên mình cảm thấy mình đắc thắng. Còn cái người nào mà chưa thua đó tự nhiên mình phải làm sao đấu tranh. Đó thì chính cái đó là cái vọng thức làm cho cái tâm hồn của mình điên đảo. Đó mà Đức Thầy thường hay nói câu này đó quý vị. Thầy nói là hơn tự đắc khoe khoang vọng sức, phải bị người hiềm khích ghét ganh thua hổ ngươi làm chuyện bất lành gây nghiệp quả quan quan tương báo quý vị à. Cho nên đó là con mong muốn rằng tất cả chư quý đồng đạo và thấy nhận ra rồi mọi bản chất sự việc rồi đó, thì chúng ta hãy trở lại với tâm từ của Đức Phật, hãy rộng lượng khoan thứ để chúng ta được sống trong cái tinh thần đạo đức. Chỉ có con đường chân lý, chỉ có cái tâm hiền lành giống như Sư Minh Tuệ, thương Sư Minh Tuệ, để chúng ta hành y theo những cái phương pháp mà Sư Minh Tuệ đã thực hành đó quý vị, thì chúng ta mới thấy được thú tiêu dao tự tại là vậy đó quý vị à. À mà dân du và đạo đức chẳng bàn, à, tiêu diêu đạo đức chẳng bàn, mà dân du võ trụ thì thanh nhàn biết bao. Ngày ra chơi chốn rừng xanh, tối về kinh kệ cưỡi canh mặt người vô sự ha. Mà nhất nhật thanh nhàn là nhất nhật tiên đó quý vị. Thì con chúc cầu cho có tất cả cô bác anh chị em chúng ta đã trải qua những cái việc sóng gió trong cuộc đời, trải qua những cái sự bi hài trong cái cuộc đời mà chúng ta đang thấy diễn tiến. Thì cô bác anh chị em nếu thật sự là người có duyên với Phật đó quý vị à, chúng ta hãy lúc nào cũng nhớ lời Phật dạy, để chúng ta trao gửi với nhau món quà khoan dung tha thứ. Đó chính là một thứ món quà tinh thần không thể thiếu trong đời sống tu học, và làm cho cái cuộc sống của chúng ta luôn lúc nào cũng có sự an yên, đem lại sự thanh nhàn để mọi người hưởng muôn điều hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.